Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục An ninh Quảng Bình với những nội dung chính sau. Gia đình công an tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phòng sự công an huyện Bố Trạch tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, với gia đình Trung tá Nguyễn Quang Tuấn, đội trưởng đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình và chị Hoàng Thị Hải Hoài, tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học Hải Thành, thành phố Đồng Hới, thì sự đồng cảm, sẻ chia cùng nhau trong công việc, chăm sóc nuôi dạy con cái đã làm nên tổ ấm gia đình hạnh phúc. Gia đình chính là điểm tựa vững chắc để anh chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong quá trình công tác, là gương sáng gia đình công an tiêu biểu của Công an tỉnh Quảng Bình trong thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Được tuyển chọn vào Công an Quảng Bình năm 1991, sau nhiều lần chuyển đổi công tác, tham gia học tập tại các trường, học viện công an, rồi bén duyên với nghề hình sự. Năm 2005, anh Nguyễn Quang Tuấn được điều chuyển về công tác tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình. Gần 30 năm công tác, đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, trinh sát, điều tra viên và đội trưởng đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân Phòng Cảnh sát Hình sự. Ở cương vị nào, Trung tá Nguyễn Quang Tuấn cũng luôn xác định cho mình lập trường tư tưởng vững vàng, bản lĩnh kiên định của người chiến sĩ công an nhân dân để sẵn sàng đương đầu với những tình huống hiểm nguy khi đối mặt với tội phạm. Là cảnh sát hình sự, Trung tá Nguyễn Quang Tuấn đã quen với những chuyến công tác dài ngày. Đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm trong quá trình truy bắt tội phạm, nhưng anh luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình để vững tin bước tiếp chặng đường chông gai còn dài phía trước. Những lo toan bồn bề của cuộc sống phải tạm gác lại, nhường chỗ cho công việc. Anh đã cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Phát huy vai trò của một người chỉ huy đội, đồng chí luôn nhiệt tình, năng nổ để hoàn thành các cái công việc được giao, luôn biết khắc phục những cái khó khăn của gia đình để đảm đương và hoàn thành tốt cái công việc. Bên cạnh đó, đồng chí cũng luôn quan tâm, kèm cặp, truyền đạt những cái kinh nghiệm cho cán bộ chiến sĩ trẻ của phòng. Đồng chí được Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự tin tưởng và được cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tin yêu, mến mộ. Từ năm 2015 đến nay, Trung tá Nguyễn Quang Tuấn đã cùng đồng đội điều tra làm rõ gần 50 vụ án hình sự xâm phạm nhân thân. Riêng bản thân anh trực tiếp thủ lý và tham gia hướng dẫn điều tra làm rõ 17 vụ án. Chủ trì khám nghiệm hiện trường tử thi 18 trường hợp. Với những đóng góp tích cực trong công tác điều tra, khám phá án, anh liên tục được các cấp khen thưởng. Trong 2 năm liền 2016 và 2017, anh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, khám phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng Internet và điều tra vụ án giết người tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch. Đằng sau những thành công của Trung tá Nguyễn Quang Tuấn, luôn có sự đóng góp thầm lặng của người vợ hiền, chị là Hoàng Thị Hải Hoài, giáo viên trường tiểu học Hải Thành, Đồng Hới. Chị Hoài thực sự là tấm gương tiêu biểu giỏi việc nước, đảm việc nhà, trở thành hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh cho chồng yên tâm công tác tốt. Gần 20 năm đứng trên bục giảng, gắn bó với nghề sư phạm, thực hiện sứ mệnh trong người, chị Hoàng Thị Hải Hoài luôn đạt nhiều thành tích đáng tự hào. 5 năm liền, từ 2013 đến nay, chị luôn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ngoài ra, chị còn có 5 sáng kiến trong nghiên cứu và giảng dạy, áp dụng vào thực tiễn, 3 lần được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh. Tinh thần ham học hỏi, không ngừng sáng tạo của chị đã trở thành tấm gương sáng, xứng đáng để cán bộ, giáo viên và học sinh của trường noi theo. Góp phần xây dựng tập thể giáo viên trường tiểu học Hải Thành ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là nơi ươm mầm trí thức, là địa chỉ giáo dục đáng tin cậy của phụ huynh và học sinh trên địa bàn. Cô giáo Hoàng Thị Hải Hoài là một giáo viên dạy giỏi của trường. Cô là một giáo viên rất là có tiềm năng. Và trong những năm qua thì cô cũng đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong cái việc đổi mới phương pháp dạy học của nhà trường. Và cô cũng có những cái phương pháp dạy học rất là tối ưu để truyền đạt đến học sinh, giúp cho học sinh dễ hiểu bài.
và cô là tổ trưởng chuyên môn cũng như là nằm trong ban chấp hành công đoàn của nhà trường, thì cô luôn gương mẫu đi đầu trong các cái phong trào thi đua của nhà trường. Và đặc biệt là trường tiểu học Hải Thành là một trường nằm ở vùng biển, cho nên việc huy động học sinh đến trường thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà với cái sự tâm huyết, nhiệt tình của cô giáo Hoàng Thị Hải Hoài thì cái việc tuyển sinh của nhà trường đầu năm cũng được thực hiện rất là tốt. Không chỉ thành công trên con đường sự nghiệp, gia đình anh Nguyễn Quang Tuấn và chị Hoàng Thị Hải Hoài còn là gia đình tiêu biểu, mẫu mực, nuôi dạy cả con chăm ngoan học giỏi, góp phần tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn hóa tại địa phương. Từ khi cả con còn nhỏ, anh chị luôn quan tâm đến việc học hành của con cái và chăm lo rèn rũa về đạo đức, lối sống, cách ứng xử với mọi người xung quanh. Hai con của anh chị là cháu Nguyễn Hoàng Bảo Trân hiện đang học lớp 7 và cháu Nguyễn Duy Thái học sinh lớp 4 trường trung học cơ sở và trường tiểu học Hải Thành. Tại kỳ thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh năm 2015-2016, cháu Nguyễn Hoàng Bảo Trân đạt giải khuyến khích, cháu Nguyễn Duy Thái 2 năm liền đạt giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp thành phố. Ngoài thời gian công tác ở đơn vị, ở trường, anh chị luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nội quy hương ước tại nơi cư trú và luôn được bà con lối xóm tin yêu quý trọng. Chính sự hòa hợp, cảm thông, sẻ chia cho nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống cũng như công việc là điểm tựa vững chắc để gia đình Trung tá Nguyễn Quang Tuấn và chị Hoàng Thị Hải Hoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục vun đắp tình yêu thương, trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái và xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc bền lâu. Trong tôi thì công tác trong ngành công an thì thường xuyên đi công tác xa nhà. Chính vì thế mà tôi luôn tạo niềm tin cho chồng và là hậu phương vững chắc để cho chồng yên tâm công tác. Trong cuộc sống gia đình, chúng tôi luôn quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau, luôn tôn trọng những cái ý kiến riêng, và đặc biệt là vợ chồng chúng tôi là phát huy những cái thế mạnh của mình để cho mỗi người là cống hiến cho sự nghiệp riêng. Giản dị trong cuộc sống, trách nhiệm trong công việc, Trung tá Nguyễn Quang Tuấn và chị Hoàng Thị Hải Hoài thực sự đã nêu gương sáng trong thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Câu chuyện về gia đình anh chị Tuấn Hoài, bình dị giữa đời thường nhưng xứng đáng được biểu dương và nhân rộng, bởi mọi điều tốt đẹp chỉ khi bắt đầu từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Quý vị và các đồng chí thân mến, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản diễn ra khá nhức nhối trong thời gian gần đây, có nguyên nhân bắt nguồn từ sự chủ quan của một số người dân. Vì vậy, ngoài tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm này của lực lượng chức năng, thì mỗi người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ tài sản và sự an toàn cho bản thân và gia đình. Mặc dù đã lắp đặt hệ thống camera giám sát mọi hoạt động của việc mua bán hàng, tuy nhiên, vì sự chủ quan, quán tạp hóa của gia đình chị Nguyễn Thị Bé ở thôn 8 xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một số tài sản. Cứ nghĩ là khách vô mua hàng hóa là vô đường đi thôi, vô cái đường chính thôi. Còn cái đường đi là cái đường phù để mình lấy hàng là nhảy vô cái đường đi là nhanh nhanh đấy. Bất ngờ rồi thôi. Vụ trộm này xảy ra vào trưa ngày 8 tháng 5 năm 2018. Sau khi nắm được quy luật và lợi dụng sự sơ hở của gia chủ, hai đối tượng Trần Nhật Minh sinh 1996, trú ở Thừa Thiên Huế và Phạm Hoàng Long sinh 1997, trú ở thành phố Đồng Hới, đã đột nhập theo hướng cửa phù quầy tạp hóa của chị Nguyễn Thị Bé, lấy trộm 18 cạc điện thoại và 2,1 triệu đồng. Những thủ đoạn trộm cắp như thế này thường xuyên được các lực lượng chức năng tuyên truyền cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm phòng ngừa. Tuy nhiên, ý thức bảo vệ tài sản, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản của mọi người dân vẫn chưa cao. Thường thường là thấy họ không cảnh giác với là không có ai trông coi quán. Thường đi vào buổi mùa trong ngày? Dạ là buổi trưa. Vì đóng mà đi vào buổi trưa? Buổi trưa là thường thường họ hay ngủ bây giờ mệt mỏi. Họ hay ngủ nên giờ để về nhiệt lệ nhất. Song song với việc tuyên truyền thì lực lượng cảnh sát đã áp dụng tất cả các mọi biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, phối hợp với các lực chức năng khác tiến hành điều tra khám phá ra nhiều vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn. Đặc biệt là đã làm rõ một nhóm trộm, hai đối tượng đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn và đã đem lại niềm tin cho nhân dân.
Trước tình hình trộm cắp tài sản đang diễn biến phức tạp tại địa bàn, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an trong đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm này, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản của mình. Trước tình hình trên, thì cơ quan công an khuyến cáo toàn bộ người dân phải thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình bằng nhiều cái hình thức, biện pháp như khi ra khỏi nhà là mình phải khóa cửa chặt chẽ. Những cái tài sản lớn có giá trị thì mình phải có cái biện pháp là cất giữ và cẩn thận chắc chắn, và là những cái tài sản là không nên để gần các cái cửa sổ và cửa ra vào để đề phòng là kẻ gian lợi dụng là có thể đứng ngoài để rồi là lấy tài sản hoặc là cắt cửa và để mà và lấy trộm tài sản. Ngoài sự cẩn trọng của mỗi người dân trong quản lý, tự bảo vệ tài sản của mình, thì trong trường hợp xảy ra mất trộm, người dân nên giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho cơ quan công an, đồng thời thông tin về đặc điểm nhận dạng, phương tiện gây án, để cơ quan công an có biện pháp xử lý và kịp thời truy bắt đối tượng trộm cắp. Mỗi một người dân phải nêu cao ý thức trách nhiệm, không chỉ với gia đình mà còn với cộng đồng dân cư trong việc phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm bảo vệ sự bình yên cho toàn xã hội. Chuyên mục An ninh Quảng Bình kỳ này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.